Nữ ninja lead nhận cái kết đắng hơn chữ đắng vì quay đầu xe như trốn không người. Hôm nay ngày 22 tháng 9 trên các diễn đàn mạng xã hội về giao thông truyền tay nhau clip với caption như sau. Nữ tài xế điều khiển xe máy chuyển hướng rẽ trái thì bị xe máy từ phía sau lao tới tông ngã ngửa. Tình huống ra sao mời cả nhà xem tiếp nhé. Cụ thể, hình ảnh vụ tai nạn được chia sẻ trên nhóm mạng xã hội về giao thông, thu hút hàng chục bình luận. Trong đó, phần lớn các ý kiến đánh giá nữ tài xế mặc trang phục chùm kín đầu như nhân vật ninja chuyển hướng rẽ thiếu an toàn. Có thể thấy chị gái ninja lead này đang chạy bon bon thì bất ngờ chuyển hướng quay đầu xe, không thèm dòm ngó. Cứ như đường này là của chị mày vậy đó. Quay đầu xe vô tội vạ, không thèm xi nhan, khiến xe cùng chiều không kịp bóp thắng. Cứ thế mà tông thẳng chị ninja lead, khiến hả ta nhận ngay cái kết đắng hơn chữ đắng. Không hiểu sao đối với những pha giao thông khó hiểu trên đường, luôn là cái thím ninja lead hay do trùm kín quá khiến họ trở nên vô tri chăng? Từ vụ tai nạn trên, trao đổi với phóng viên về quy định chuyển hướng sang đường, luật sư Trần Tuấn Anh thuộc đoàn luật sư Hà Nội cho biết, luật giao thông đường bộ quy định về chuyển hướng xe tại điều 15. Cụ thể, khi muốn chuyển hướng, người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ và có tín hiệu báo hướng rẽ. Trong khi chuyển hướng, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải nhường quyền đi trước cho người đi bộ. Người đi xe đạp đang đi trên phần đường dành riêng cho họ, nhường đường cho các xe đi ngược chiều và chỉ cho xe chuyển hướng khi quan sát thấy không gây trở ngại hoặc nguy hiểm cho người và phương tiện khác. Trong khu dân cư, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng chỉ được quay đầu xe ở nơi đường giao nhau và nơi có biển báo cho phép quay đầu xe. Như vậy, theo luật quy định, các tài xế muốn chuyển hướng rẽ sang đường phải có tín hiệu báo hướng rẽ. Ngoài ra, tài xế chỉ cho xe chuyển hướng khi quan sát thấy không có gây trở ngại hoặc nguy hiểm cho người và phương tiện khác. Luật sư Trần Tuấn Anh khuyến cáo. Còn bạn mà thấy sao về cái kết đắng hơn chữ đắng của nữ ninja lead này? Bình luận cho chúng tôi biết với nhé. Và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức giao thông đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.